Thảo rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách. Và như thường lệ, mở đầu mỗi chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng đến với đường tin. Hàng năm trên thế giới có khoảng 7 triệu người tử vong vì nhồi máu cơ tim và 5 triệu người chết vì đột quỵ. Đây là hai trong những bệnh gây tử vong hàng đầu hiện nay và đều xuất phát từ một nguyên nhân, đó là chứng huyết khối do xơ vữa động mạch. Khi có quá nhiều cholesterol lưu thông trong máu của bạn, nó sẽ từ từ lắng đọng vào thành các mạch máu của bạn. Cùng với một số chất khác, nó sẽ hình thành mảng xơ vữa động mạch và làm lòng mạch của bạn bị hẹp dần hoặc là tắc hoàn toàn. Sự hình thành mảng xơ vữa là một quá trình kéo dài, diễn ra trong nhiều năm và có thể khởi phát từ thời thơ ấu. Quá trình xơ vữa động mạch cũng gia tăng theo tuổi. Nguy hiểm nhất là mảng xơ vữa rất hay gặp ở các động mạch nuôi dưỡng các cơ quan trọng yếu của cơ thể như là động mạch vành và động mạch não. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, vừa làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh, vừa làm gia tăng gánh nặng cho gia đình và xã hội. Qua phóng sự mà chúng ta vừa theo dõi có thể thấy rằng xơ vữa động mạch là nguyên nhân hàng đầu gây nên các cơn nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tai biến mạch máu não và nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Và để tìm hiểu thêm về chủ đề này, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần 2 của chương trình với MC Hoàng Linh. Vâng ạ, xin cảm ơn đồng nghiệp Phương Thảo. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách. Thưa quý vị và các bạn, theo như thông tin mà Hoàng Linh được biết thì xơ vữa động mạch là căn bệnh thường gặp, tiến triển âm thầm trong nhiều năm mà không xuất hiện những triệu chứng cảnh báo dành cho người bệnh. Và để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này thì ngày hôm nay, trường quay của Hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách được chào đón hai vị chuyên gia rất giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Chúng tôi xin được giới thiệu bác sĩ Phạm Hưng Củng, nguyên vụ trưởng Vụ Y học cổ truyền Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam ạ. Xin chào quý vị khán giả. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng rất vinh dự được chào đón thạc sĩ bác sĩ Phan Đăng Bình, nghiên cứu sinh ngành dược lý Đại học St. John, New York, Hoa Kỳ ạ. Xin kính chào quý vị khán giả. Và để bắt đầu cho chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì câu hỏi đầu tiên xin phép dành cho bác sĩ Phạm Hưng Củng ạ. Bác sĩ có thể chia sẻ một chút về tình trạng bệnh nhân bị cholesterol cao và bị xơ vữa động mạch hiện nay ở nước ta được không ạ? Là cái rối loạn chuyển hóa lipid. Đấy. Trong đấy có cái thành phần là cholesterol. Vì bốn cái chỉ số mà nó liên quan tới bệnh lý, liên quan tới mỡ máu hay là mỡ gan hay là mỡ não vân vân, đó là một là cholesterol toàn phần, hai là LDL, thứ ba là triglyceride và thứ tư là HDL. Trong cái động mạch ấy, thì nó có cấu tạo ba lớp, ở trong là nội mạc, ở giữa là trung mạc và ở ngoài là ngoại mạc hay là thanh mạc. Thì ba cái lớp ấy thì lúc đầu á cái mỡ của mình ấy nó có thể là lưu chuyển ở trong dòng máu hoặc là cái hệ thống tinh dịch, rồi nó nhiều, rồi nó tấn công vào cái nội mạc, tức là làm tổn thương các cái tế bào nội mạc, tức là cái mạc bên trong, và tổn thương ấy, và ở đấy nó xảy ra một quá trình rất là lý hóa, rất là phức tạp, thì làm cho các cái phần tử mỡ nó dần dần nó làm tổn thương, rồi nó lắng đọng ở đấy, và khi lắng đọng ở đấy thì làm cho cái ảnh hưởng tới cái trung mạc và làm cho cái vùng ấy nó dày lên và nó xâm lấn vào cả thành của động mạch, nó xâm lấn vào cả lòng của động mạch, làm cho hẹp cái lòng mạch lại. Cái bệnh lý này là đang càng ngày càng tăng và tăng một cách báo động. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng căn bệnh này thì có thể xảy ra ở bất kỳ mạch máu hay là bộ phận nào trên cơ thể của chúng ta. Nó chính là nguyên nhân gây nên các căn bệnh khác như là đột quỵ, những cơn đau thắt ở ngực và thiểu năng tuần hoàn ở cẳng chân. Và để đi sâu hơn nữa, tìm hiểu rõ hơn nữa về hậu quả cũng như là phương pháp điều trị hiệu quả bền vững cho căn bệnh này thì xin mời quý vị khán giả sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình Hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách của chúng tôi ạ. Thưa hai chuyên gia, là ngay từ đầu chương trình thì chúng ta cũng thấy một thực trạng là ở Việt Nam chúng ta thì ngày càng có nhiều người, bệnh nhân gặp phải cái tình trạng là cholesterol cao dẫn tới là xơ vữa động mạch. Vậy thì hai chuyên gia có thể phân tích cho khán giả của chương trình biết là những nguy cơ mà cholesterol cao có thể gây ra, rồi cả xơ vữa động mạch nữa, những hậu quả mà nó có thể để lại cho sức khỏe của chúng ta. Thứ nhất, nó thể làm tổn thương cái bít tắc hoặc làm hẹp cái mạch máu não và từ đấy thì gây ra đột quỵ não. Cái thứ hai là đối với mắt, mắt là ở cái hệ thống võng mạc của nó và đặc biệt là cái vùng hoàng điểm ấy, rất nhiều mạch máu lý tim phế quản,
Bây giờ nó bắt đầu lại chuyển hóa mỡ, nó biết nó tắc, gây nên thì không nuôi được cái võng mạc, không nuôi được cái hoàng điểm, sẽ gây là giảm thị lực, mờ mắt và cuối cùng mù. Cái thứ ba là gì? Ở tim thì ở động mạch vành ở tim nó vào nuôi rất nhỏ ở các cái tế bào của tim. Bây giờ rối loạn chuyển hóa mỡ tăng cái mỡ xấu, giảm cái mỡ tốt, gây nên bị tắc hẹp một cái vùng cơ tim không được nuôi, thì như vậy gây là nhồi máu cơ tim, rồi lại đến một cái tạng nữa là cái thận. Thì ở đấy nếu như mà rối loạn chuyển hóa mỡ thì cái tổn thương các cái mao mạch, các cái li ti huyết quản ở vùng ấy làm cho cái chức năng lọc không tốt. Cho nên ta thấy hiện nay tại sao cái người mà chạy thận nhân tạo tăng lên, chính một trong những cái là rối loạn chuyển hóa mỡ gây lên hư thận, thì cái hậu quả của nó đều cực kỳ nguy hiểm. Cái hậu quả gì mà rối loạn chuyển hóa mỡ và sơ vỡ động mạch có thể gây nên cho sức khỏe của con người không ạ? Cái hậu quả nặng nề nhất là đe dọa đến cái tính mạng, là một là gây ra nhồi máu cơ tim, một là nó hẹp cái mạch vành thì nó gây ra tắc và mạch vành thì gây nhồi máu cơ tim, đấy là một trong những cái mà rất nguy hiểm. Thứ hai là đột quỵ não, và cái mà ai cũng bị đấy là cái huyết áp cao, là một trong những cái mà nó xảy ra thường xuyên, mà gần như cái tỷ lệ bệnh huyết áp cao gặp rất là nhiều, tỷ lệ rất là cao là vì do cái sơ vữa động mạch mà nó gây chít hẹp và làm cho cái lòng mạch nó bị hẹp lại thì cái áp lực nó tăng lên. Ngay từ đầu thì bác sĩ Phạm Hưng Củng và thạc sĩ Phan Năng Bình thì cũng có nói là sơ vữa động mạch thì nó không có những cái dấu hiệu cảnh báo ngay từ đầu dành cho người bệnh. Vì vậy mà dẫn tới một cái tình trạng là bệnh thì tiến triển âm thầm cho đến khi các mảng sơ vữa lớn dần, lớn đến mức mà có thể cản trở rồi gây tắc nghẽn hoàn toàn cái dòng chảy của máu trong động mạch của chúng ta. Vậy thì hai chuyên gia có thể chia sẻ một chút với những người bệnh của chúng ta là làm thế nào ạ? Có một cái sự cảnh báo nào hoặc là một cái lời nhắc nhở nào đấy không để họ có thể nhận biết được là mình đang gặp phải những vấn đề về cholesterol cao cũng như là sơ vữa động mạch ạ? Dấu hiệu của sơ vữa động mạch não chẳng hạn thì sẽ gây ra cái đau đầu này, chóng mặt, thiếu máu này, đấy, đây là cái khó ngủ, cái mất ngủ. Còn ví dụ như về động mạch vành chẳng hạn thì sẽ có các cái dấu hiệu ví dụ đau nhói tức ngực. Thứ hai nữa là trên cái nền mà ví dụ những người mà uống rượu bia nhiều hoặc là những người mà hút thuốc lá đấy, thì chúng ta có những cái thói quen như thế và cộng với những cái dấu hiệu đó thì chắc chắn là nó báo hiệu cho chúng ta những cái dấu hiệu về sơ vữa động mạch, hoặc là sơ vữa động mạch ở động mạch chi chẳng hạn thì sẽ có cái thiếu máu ở chi thì nó gây ra cái hiệu triệu chứng ví dụ đau rồi là đi cả nhắc chẳng hạn. Như hai chuyên gia vừa chia sẻ về rối loạn chuyển hóa lipid hay còn gọi là cholesterol cao và sơ vữa động mạch, thì chúng ta thấy là căn bệnh này thì cái yếu tố phòng bệnh là cần phải được ưu tiên hàng đầu, đúng không ạ? Vậy thì xin hỏi bác sĩ Phạm Hưng Củng là bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn cho khán giả của chương trình được biết về quá trình hình thành và phát triển của căn bệnh này không ạ? Để chúng ta biết rõ thêm về quá trình hình thành và phát triển của cái bệnh lý này thì xin mời quý vị xem một số cái hình ảnh mà chúng tôi đã chuẩn bị. Quá trình hình thành thì mảng sơ vữa bắt đầu như chúng ta biết là động mạch có 3 lớp: nội mạc, trung mạc và ngoại mạc. Thì cái lớp nội mạc là cực kỳ quan trọng. Lúc đầu là nó bị tổn thương bởi các cái tiểu phần mỡ nó bám vào đấy, rồi ở đấy xảy ra một loạt các cái phản ứng và nó làm tổn thương cái lớp nội mạc. Từ cái tổn thương lớp nội mạc ấy, các cái tiểu phần mỡ nó bám vào, nó tổn thương dần dần, lúc đầu còn nhỏ, càng ngày càng lớn và nó hình thành những cái mảng sơ vữa. Thứ nhất nó làm dày cái thành mạch, từ đấy nó cũng cản trở tuần hoàn. Đồng thời khi mà mảng sơ vữa thì nó chiếm lòng của động mạch, do đó cũng cản trở cái động mạch, gây nên những cái hậu quả về huyết động mạch như cao huyết áp, rồi là ngưng tụ tiểu cầu, vân vân. Chúng ta đã phân tích và hiểu rất rõ về căn bệnh này rồi. Vậy thì điều mà các khán giả của chương trình bây giờ quan tâm nhất đó chính là phương pháp để điều trị ạ. Một là sử dụng các cái thuốc ta gọi là thuốc tây ấy, tân dược, nó có nguồn gốc từ hóa chất. Thì cái này nhiều thứ cũng tốt, cũng mạnh. Nhưng mà bên cạnh cái tác dụng tích cực ấy, thì nó lại có một cái tác dụng là không tích cực. Tức là nó thường gọi là hóa chất, nó tổn hại tới gan, rồi tổn hại tới tim, tổn hại tới não ở đấy. Cho nên
xu hướng của họ hiện nay là quay về với thiên nhiên, sử dụng những cái sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược đấy. Và các cái sản phẩm ấy thì nó vừa chữa được từ cái gốc căn nguyên của bệnh, nhưng đồng thời lại đi được về cái ngọn của bệnh. Tôi xin phân tích một tí. Thứ nhất là cái natokinase. Natokinase ở đây là một cái men, một cái enzyme mà nó có 5 cái tác dụng chính. Tác dụng thứ nhất là gì? Nó làm cho cái thành mạch máu nó mềm mại, nó mịn màng và nó trơn tru. Cái thứ hai là gì? Nó làm cho cái độ quánh của máu ấy nó giảm xuống, cho nên là phòng ngừa được cái cao huyết áp và phòng ngừa được cái ngưng tuyến tiểu cầu. Cái thứ ba là cái này là cực kỳ quan trọng, đó là nó đánh trực tiếp vào các cái cục máu đông, mạnh gấp 4 lần cái platelet đấy. Cái thứ thứ nữa là gì? Nó kích thích cơ thể tăng cường cái platelet nội sinh, cũng là gì? Để giúp vào làm tan cái cục máu đông. Và cái thứ năm là gì? Nó ngăn cản cái quá trình hình thành cục máu đông đấy. Rồi một cái thành phần nữa đó là cái rutin. Rutin là cái chất chiết của hoè. Nó có tác dụng là gì? Nó làm cho cái thành mạch của ta nó mềm mại, nó trẻ hóa, nó chống giòn, chống sơ cứng. Vì thế nó làm cái huyết áp nó được hạ xuống, điều chỉnh được huyết áp, và đồng thời làm cho lưu lượng cái dòng máu nó đi đến các cái cơ quan được điều hòa. Còn những cái mười này cũng là một cái enzyme rất là tốt. Nó làm tăng cái khả năng miễn dịch, nó làm sạch lòng mạch, nó điều hòa được cái lượng máu ở trong cơ thể, nó điều chỉnh được các cái rối loạn chuyển hóa mỡ đấy. Và từ đấy thì nó ngăn ngừa được cái quá trình lắng đọng mỡ ở thành mạch gây nên. Vâng ạ, đúng là hiện nay thì xu hướng ở các nước văn minh tiên tiến trên thế giới thì thường dùng các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên để hỗ trợ điều trị bệnh cao mỡ máu, xơ vữa động mạch thay vì các thuốc và các hóa chất tổng hợp. Và bây giờ thì chúng tôi lại muốn là thạc sĩ Phan Đăng Bình sẽ phân tích kỹ hơn một chút về cái việc mà chúng ta dùng những thực phẩm chức năng rồi chất bổ sung có nguồn gốc tự nhiên để thay thế cho các sản phẩm tổng hợp từ hóa dược và thuốc ạ. Những cái thế mạnh của Đông y đối với căn bệnh này như thế nào ạ? Thuốc thì đa số là có nguồn gốc từ tổng hợp. Vậy thì nhiều cái thuốc nó có thể làm giảm được cái hàm lượng cholesterol trong máu, nhưng thực tế nó chỉ làm giảm ở cái cholesterol tự do ở trong máu thôi. Còn nữa, cái mà nó đã gây ra cái hậu quả của nó để gây ra cái bệnh xơ vữa động mạch thì nó đã thành những cái mảng bám dính ở trong lòng mạch. Để dọn sạch cái đó thì những cái sản phẩm mà có rất nhiều cái enzyme để nó kết hợp, một cái enzyme natokinase kết hợp với các enzyme tiêu protein khác, là ví dụ như papain chiết xuất từ cái quả đu đủ ấy, rồi là cái bromhemin từ cái quả dứa, một cái kết hợp với cái coenzyme Q10 là một cái chất gọi là antioxidant nội sinh, đặc biệt là nó giữ một cái vai trò quan trọng ở trong tim, là nó giúp cho cung cấp cái năng lượng ATP cho cơ tim nó hoạt động. Nó là cái nhà máy ở trong ti thể là chuyên sản xuất ra năng lượng, là một trong những công đoạn để sản xuất ra ATP. Đa số những cái bệnh cao cholesterol thì các bác sĩ đều có trong cái đơn thuốc đều có dùng cái statin. Cái statin là một cái thuốc mà nó hạ cholesterol nhưng lại gây ra giảm cái coenzyme Q10. Đo ở trong máu thì cái hàm lượng coenzyme Q10 nó bị tụt đi rất là thấp, cho nên là lại gây ra những cái hậu quả rất nguy hiểm. Trên cái sản phẩm này nó kết hợp vừa là dọn được các cái mảng xơ vữa nhưng lại bổ sung được cái coenzyme Q10 vào thì nó sẽ điều hòa được và giúp cho cái tim chúng ta khỏe mạnh, thì chúng ta có một được sức khỏe tốt và cái lòng mạch nó thông thoáng, nó sẽ điều hòa được tất cả và tưới máu đủ rồi thì cung cấp đủ dinh dưỡng cho các cái cơ quan, các cái nội tạng của chúng ta thì hoạt động mới đồng bộ được. Vâng ạ, xin cảm ơn thạc sĩ rất nhiều. Một chế độ sinh hoạt hợp lý, một khẩu phần ăn đầy đủ các dưỡng chất thì chắc chắn rồi sẽ giúp cơ thể bạn khỏe mạnh mà còn loại bỏ được những tác nhân gây hại cho cơ thể. Và để giúp quý vị khán giả có thể hiểu thêm phần nào về xơ vữa động mạch thì ngay bây giờ xin mời hai vị khách mời cùng quý vị khán giả sẽ cùng xem một đoạn phim khoa học mà chương trình đã thực hiện. Khẩu phần ăn hàng ngày chứa quá nhiều chất béo bão hòa khiến nồng độ cholesterol trong máu tăng cao. Trong cơ thể chúng ta lại thiếu hụt các men enzyme để phân cắt, tiêu hóa và chuyển hóa các protein,
axit béo no dư thừa, làm lắng đọng trong lòng mạch, và các mô mỡ là nguyên nhân chính dẫn đến gây tổn thương thành mạch, tạo ra các mảng xơ vữa gây cản trở sự lưu thông máu. Từ đó thúc đẩy các mảng xơ vữa trong cơ thể để làm hẹp dần các động mạch cung cấp máu để nuôi dưỡng các cơ quan khác trong cơ thể. Khi động mạch vành bị hẹp dần đi thì lượng máu đến nuôi cơ tim bị thiếu. Ngay thời gian đầu, bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng và tiến triển âm thầm, cho tới khi các mảng xơ vữa lớn dần đến mức làm cản trở hoặc tắc nghẽn hoàn toàn dòng chảy của máu trong động mạch. Triệu chứng trên lâm sàng lúc này sẽ là những cơn đau tức ngực dữ dội, kèm theo khó thở, mệt mỏi khi gắng sức. Việc kiểm soát cholesterol máu luôn được đặt lên hàng đầu, bởi đó chính là nguyên nhân gây mảng xơ vữa động mạch. Việc dùng thuốc hạ cholesterol thường dùng là ức chế quá trình tổng hợp cholesterol, nên nó ức chế cả tổng hợp coenzyme Q10, nên gây ra tác dụng phụ là bệnh nhân thiếu CoQ10 và rất mệt mỏi, nên bỏ liệu trình điều trị thuốc giảm mỡ máu. Vì vậy việc bổ sung là vô cùng cần thiết. Hiện nay đã có sản phẩm bảo vệ sức khỏe Bicozim được nhập khẩu từ Mỹ với thành phần chính là phức hợp các men enzyme có trong cơ thể như beromalanh, papain, rutin, natokinat, sparetase, sacilin, cranberry, acesin và coenzyme Q10, được chiết xuất từ các thảo dược, hoa quả tự nhiên, giúp hạn chế hình thành cục máu đông, giúp tiêu các mảng xơ vữa, dọn sạch lòng mạch, giảm nguy cơ tắc nghẽn mạch máu, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, loại bỏ các độc tố, các gốc tự do, cải thiện di chứng sau tai biến mạch máu não, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Sử dụng Bicozim hàng ngày giúp giảm nỗi lo về tim mạch, huyết áp và đột quỵ. Vậy thì để phòng tránh tất cả thì không biết là bản thân chúng ta người lớn và đặc biệt là các em nhỏ thì nên có một cái tháp dinh dưỡng như thế nào cho phù hợp ạ? Xin được hỏi bác sĩ Phạm Hương Cùng. Các cái tổ chức y tế thế giới người ta khuyến cáo từng độ tuổi có cái chế độ ăn khác nhau. Ở đây tôi nói ví dụ như là chế độ ăn về chất mỡ, chất lipid. Chúng ta lâu nay có một cái sai lầm là cứ nghe người ta bảo là mỡ là cholesterol là xấu, rồi coi như là bố mẹ ông bà cứ dùng dầu thực vật mà không có một tí mỡ lợn. Các cháu của mình từ 3 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi nó cũng phải dùng chung cái loại thực phẩm ấy, nó rất thiệt thòi. Vì những cái mỡ mà tốt là càng thẳng mỡ lợn đối với các cháu ấy là nó cái cholesterol đấy nó rất cần để cấu tạo nên cái nội tiết tố. Mà cái tuổi ấy nó rất cần nội tiết tố. Nó cái tuổi ấy nó cần để tạo nguyên liệu để mà làm cho các cái dẫn truyền về thần kinh rất cần thiết. Thì bây giờ các cháu phải ăn theo cái chế độ của ông bà bố mẹ, cho nên nó sẽ thiếu và rất là nguy hiểm. Vì thế cho nên một cái chung là gì? Ví dụ như càng bé tuổi thì ăn mỡ động vật càng nhiều. Khoảng 2/3 là mỡ động vật, 1/3 là mỡ thực vật. Trung tuổi thì mỡ động vật và mỡ thực vật 50-50 ngang nhau. Càng về già thì mỡ động vật lại càng giảm, ăn dầu thực vật. Và càng già nữa thì chỉ ăn dầu thực vật thôi. Đấy, tôi nói ví dụ như vậy. Thì chúng ta thì đảm bảo được phát triển của cái cơ thể một cách toàn diện. Vâng, thưa quý vị khán giả, xơ vữa động mạch thường không gây ra bất kỳ một triệu chứng nào cho tới khi các cơ quan bị thiếu hụt máu đến nuôi dưỡng các bộ phận khác của cơ thể. Chính vì vậy mà để có một cơ thể khỏe mạnh thì chúng ta phải kết hợp nhiều yếu tố từ chế độ ăn uống này, chế độ luyện tập, và việc phòng và chống bệnh thì cần phải được thực hiện từ lúc chúng ta còn trẻ cho tới suốt cuộc đời mình. Đến đây thì lời nhắn nhủ mà chúng tôi muốn gửi tới các khán giả của Hiểu Đúng Bệnh, Chữa Đúng Cách thì hy vọng là quý vị cũng đã thực sự là thấu hiểu. Mọi thắc mắc về căn bệnh này thì xin mời quý vị khán giả sẽ gọi về cho chúng tôi qua số điện thoại là 0968805353 hoặc 0436830838. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ rất tâm huyết đến từ bác sĩ Phạm Hưng Củng và thạc sĩ Phan Đăng Bình đã dành cho chương trình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.